Cha, ông bà, cô bác, anh chị đã đến với kênh Kim Loan Vlog nha. Hôm nay mình lại lên mộ ba mình nữa. Chiều chiều lên thắp cho ba mình vài cây nhang nữa cả nhà. Giờ thì mình tới sắp nước để lên lau đó cả nhà. Xách nước lên đó. Ta cũng lên đốt nhang cho người thân nhiều lắm cả nhà. Mọi người đang đi đốt nhang cho mấy cái mộ cả nhà. Nên là lên cũng có người, cũng có người trên đó nên cũng đỡ sợ. Lần mình lên mình đốt nhang là mình đốt cho thay cho mấy đứa em mình luôn cả nhà. Nhà mình 9 người con với má mình nữa là 10 người, là mình đốt cho 10 cây nhang cả nhà. Nên là cả nhà thấy mình đốt nhang nhiều là như vậy đó.
Giờ thì mình đọc kinh cho ba mình rồi, rồi mình cũng tạm biệt cả nhà. Video cũng đã kết thúc rồi cả nhà. Cả nhà ủng hộ cho mình một nút đăng ký nha. Tạm biệt cả nhà. Còn tiêm mũi thì để mai đi đã.